Mọi người lên đơn chỉ cần để lại cho em xin số điện thoại hoặc inbox trực tiếp với bếp để nhận được giá ưu đãi mọi người nhé. Chỉ với mức giá 199 000 đồng mọi người sẽ dinh ngay về cho em là một chiếc khăn lụa Thượng Hải cao cấp của bên em. Chất liệu lụa Thượng Hải mọi người có thể nhìn kỹ cho em này. Trời ơi, xuất sắc luôn đúng không ạ? À? Chất liệu lụa Thượng Hải này của bên em thì mọi người có thể nhìn kỹ cho em. Nó sẽ khác xa cái hàng lụa satin này cũng như là loại lụa phi bóng hoặc là những cái hàng chợ hoặc là mọi người mua ở các cái siêu thị bình thường. Cái chất liệu lụa Thượng Hải của bên em sẽ là hàng cao cấp, hàng chính hãng Mọi người mua với giá bình thường sẽ có giá dao động từ 800 000 đồng đến 850 000 đồng một chiếc như thế này. Ngày hôm nay với một mức giá ưu đãi cực kỳ lớn, em sẽ tri ân dành cho tất cả các chị yêu nhà mình. Chỉ còn với mức giá là 199 000 đồng cho em là một chiếc. Nếu mà mọi người bên em có nhận sỉ này với số lượng lớn thì mọi người muốn lấy số lượng lớn hoặc là mọi người muốn lấy sỉ nhiều thì mọi người cứ để lại cho em xin số điện thoại nha. Sau đấy nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn ra chị ơi, đối với cái khăn này thì mình có thể sử dụng bốn mùa giúp em nha mình có thể sử dụng xuân hạ thu đông mình không những mình có thể sử dụng nó làm khăn đồng thời mình có thể coi nó như là một phụ kiện để mà mình có thể kết hợp với đồ du em nhá mọi người hãy nhìn du em này với những hoa văn này màu sắc vô cùng là bắt mắt đặc biệt mọi người có thể kết hợp với mọi loại đồ du em mọi người có thể kết hợp từ quần âu này áo sơ mi này đi làm đi chơi thậm chí đi dự tiệc đều ok cho em mọi người nhá với những thiết kế hoa văn như thế này thì mọi người hãy nhìn kỹ cho em vô

cả các cô gái mình có thể sở hữu cho mình một chiếc khăn như thế này là một điều tất yếu và em khuyên mọi người lên lấy 2 đến 3 chiếc đi bởi vì một mức giá vô cùng ưu đãi. Chỉ với mức giá là 199 000 đồng mọi người sẽ dinh ngay về cho em là một chiếc khăn. Kích thước của nó sẽ là 1 m mốt x 2 m nha chị ơi. Mình nhanh tay để lại số điện thoại dù em nào. Nhớ là chia sẻ bài viết giùm em nhé. Đây ạ, nhà em sẽ có rất là nhiều màu khăn khác nhau nên mọi người yên tâm, chỉ cần để lại số điện thoại, cách số lượng sau đấy nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mình Ví dụ như mình thích màu sáng này Hoặc mình thích màu tối thì nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho mọi người nhá 199.000 đồng nhé chị ơi Mình chỉ cần để lại số điện thoại thôi ạ à. Em có nhìn thấy mình rồi nhưng mọi người thông cảm giúp em Bởi vì cái chất liệu của bên em Sẽ là chất liệu lụa thương hải Chiếc nào chiếc đấy mọi người nhận một chiếc như một 10 chiếc như một cho em luôn Bởi vì 10 chiếc nó đều đẹp như nhau cho em luôn nhá Và em đảm bảo cho các chị này Mình có thể nhìn kỹ cho em nhá Đường kim mũi chỉ của chất liệu lụa của bên em thì cực kỳ là tinh tế và đối với chất liệu lụa này thì mọi người em có thể đảm bảo cho mọi người là nó là hàng cao cấp hàng đặc biệt của bên em thiết kế với màu sắc vô cùng là hài hòa vô cùng là bắt mắt mình có thể sử dụng với mọi mục đích cho em này vừa làm khăn này mình có thể giữ ấm cho cơ thể này đặc biệt là có thể là làm phụ kiện rất là tốt cho em luôn nhá mình đã sử dụng sản phẩm khăn của bên bạn ưng ừ, nắm dạy em cảm ơn tình yêu nhà mình này các anh chị mình nhớ bổ sung dùm em số điện thoại bởi vì chất liệu khăn của bên em, đây mọi người nhìn kỹ cho em này, rất là nhiều màu khăn khác nhau, kích thước sẽ là một m 1 x 2m và với chất liệu là lụa thượng hải thì đây là một trong những mã khăn đang được tất cả mọi người tất cả chị em phụ nữ tin dùng bởi vì sao ạ à? nó là một trong những cái mã khăn thứ nhất có độ bền cực kỳ lâu thứ hai là một trong những mã khăn mà đang được bên em bán với giá thành ưu đãi cực kỳ lớn từ 800.000 đồng đang sale ở trên livestream chỉ còn với mức giá là 199.000 đồng cho em là một khăn thôi mọi người nhìn cho em nhá hoa văn họa tiết vô cùng là bắt mắt vô cùng là phù hợp mọi người ạ à. sử dụng quanh năm bốn mùa cho em mọi người nhìn nhá đây ạ à, mình có thể khoác lên giúp em với bất kỳ một thiết kế như thế nào và bất kỳ một trang phục ra sao khi mọi người sử dụng khăn làm phụ kiện nó sẽ tạo cảm giác cho mình sự sang trọng sự quý phái đặc biệt hơn nữa là sẽ tạo cho mình cảm giác mềm mại hơn mà mọi cô gái việt nam đều cần đúng không ạ mình lên nhanh tay để lại giùm em số điện thoại nha chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân đồng thời lên hội nhóm cho em để nhận được ưu đãi bởi vì số lượng khăn không có bởi vì đây là hàng cao cấp mọi người nhớ cho em xin nhắc lại một lần nữa hàng của bên em chất liệu là lụa thượng hải hàng cao cấp loại 1 có số lượng cực kỳ ít em chỉ dành ưu đãi cho 100 chị khách hàng đầu tiên thôi với mức giá là 199.000 đồng cho em làm một khăn chị nào nhận được hàng em yêu cầu khách hàng phải nhận hàng kiểm tra giúp em đây các chị nhìn cho em này đây ạ. À. Mọi người nhìn cho em, chất liệu khăn của bên em sẽ là chất liệu lụa Thượng Hải cao cấp. Nhắc đến lụa Thượng Hải là một trong những thương hiệu lụa nổi tiếng, đặc biệt là một trong những thương hiệu có thể giúp cho anh chị nhà mình tạo cảm giác mềm mại hơn trên cơ thể khi mình sử dụng chiếc khăn lụa uh, chất liệu lụa Thượng Hải này cho em chị nhá. 199 000 đồng đúng rồi chị ạ. À. Nếu mà mình muốn lấy xỉ 20 chiếc thì mình cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Sau đấy thì nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mình các chị nhé Đây ạ, à, nhà em sẽ có rất là nhiều loại hoa văn khác nhau nên mọi người yên tâm, mình chỉ cần để lại số điện thoại thôi, sau đấy nhân viên sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người. Mọi người có thể lấy 10 khăn, 20 khăn, thậm chí là 30 khăn đều được. Và đặc biệt là sắp tới những cái dịp để nhờ mình có thể sử dụng những cái chất liệu lụa khăn như thế này để mình có thể tặng gia đình, người thân, thậm chí là um, sếp này, đó đúng không ạ? Bởi vì cái chất liệu của bên em, một cái mã khăn như thế này, nếu mọi người đi ra ngoài không ai nói với mọi người, không ai tin rằng là mọi người sẽ mua được một cái khăn chất liệu lụa Thượng Hải cao cấp sờ lên mịn mà mát cực kỳ như thế này với mức giá 199.000 đồng đâu. Em dám khẳng định với các chị rằng 199.000 đồng đây là một giá ưu đãi và nhà em chỉ áp dụng dành cho tất cả các chị nào vào được cái livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ nhận được hàng của bên em các chị nhá. Mình nhận được hàng rồi rất là ưng khăn bên bạn. Dạ em cảm ơn chị yêu nha. Mình lên giúp em này. Mọi người nhìn cho em nhá. Kích thước của nó ạ. Đây siêu rộng luôn. Mình có thể phối thế nào cũng ok cho em luôn. Kể cả phối với áo dài này phối với áo vest đều ok nhá tạo cho mình cảm giác mềm mại hơn của cơ thể này độ mềm mại hơn và độ nữ tính này sang trọng và lịch thiệp mọi người nhá đặc biệt là mọi người có thể phối với làm ví dụ nhà mọi người đi tiệc ấy ạ à, phối những cái khăn như thế này để mình có thể quảng rất là đẹp luôn mọi người nhìn cho em này và tất cả các cái màu sắc của bên em nó rất là hài hòa đặc biệt nó vô cùng là bắt mắt thứ nhất là thu hút điểm nhìn thứ hai là nó sẽ là một trong những cái phụ kiện mà nổi bật giúp các chị nhà mình tạo cảm giác sang trọng cực kỳ khi sử dụng mã khăn này của bên em luôn nhá chị ơi chất liệu của bên em là chất liệu lụa thượng hải nha mọi người. Chất liệu lụa thượng hải cao cấp của bên em nha các chị nhá. Khi mà mình nhận hàng đây ạ, à, em có thể nhìn kỹ cho mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn kỹ cho em. Tất cả cái chất liệu của bên em là không bao giờ có phần dệt, cũng không bao giờ kiểu như là sẽ không có phần chỉ kết nối mà nó sẽ chỉ được bọc viền toàn bộ như thế này. Đấy mọi người nhìn kỹ không ạ? À? Bọc viền toàn bộ cho em như thế này rất là nhiều màu khăn dạ có màu nổi nhá mọi người. Đây màu nổi em treo hết lên đây rồi. Mọi người yên tâm này, màu nổi này, màu tối này, màu sậm này, tất cả mọi người, tất cả chị em phụ nữ này không kén độ tuổi, không kén làn da mình đều có thể sử dụng được cho em luôn nhá. Mình có thể làm quà tặng đều được này, đấy tặng thầy cô này, tặng các cô giáo này, tặng bạn bè này, tặng sếp là nữ đều ok luôn. Trời ơi, nó rất là đẹp luôn đấy mọi người. Chất liệu của anh em sẽ là chất liệu lụa thượng hải nha chị ơi. 199 000 đồng cho em nhá tình yêu, mình lên nhanh tay giùm em đi ạ. À. Bổ sung số điện thoại giúp em ngày hôm nay áp dụng tri ân dành cho các chị. Chất liệu lụa thượng hải cao cấp mọi người nhìn kỹ cho em nhá. Kích thước của nó nó là một mét mốt x 2 mét tình yêu ơi mình lên nhanh bổ sung dùm em số điện thoại nha có số điện thoại là có đơn đi ạ, à. chị đặt đơn từ nãy nhưng không thể em gọi tên chị ơi thông cảm cho em. đây các chị nhìn cho em, bởi vì cái chất liệu làm sao, em phải like nhanh, bởi vì không có nhiều, em chỉ dành cho đúng 100 khách hàng đầu tiên và nhanh tay nhất để lại số điện thoại và chia sẻ giùm em thôi ạ. À. chất liệu của bên em sẽ là chất liệu lụa thượng hải, chất liệu lụa thượng hải là một trong những thương hiệu lụa và một trong những cái chất liệu đang được rất là nhiều người săn đón, bởi vì cái chất liệu lụa có độ bền rất là lâu và và giờ rất là bền và cái đặc biệt hơn nữa là cái khi mà mình sờ với cái chất liệu lụa ấy ạ à, nó sẽ là rất là mềm này uyển chuyển này và sờ lên mát lạnh luôn và mình có thể bảo quản rất là dễ luôn đúng không ạ à? mình lên đơn mình bổ sung dùm em số điện thoại cho em nhá không cần phải lựa chọn ở trên livestream đâu bởi vì nhà em sẽ có rất là nhiều họa tiết này họa tiết nổi họa tiết chìm này màu tối màu sáng khác nhau nên mọi người chỉ cần để lại số lượng cách số điện thoại dạ nhà em có nhận xỉ nha các tình yêu nhá nhà em có đổ xỉ có đổ buôn mọi người chỉ cần để lại số điện thoại giá ưu đãi cực kỳ luôn. Hôm trước chị cũng mua với giá là tám hôm nay em siêu với mức giá rẻ quá cho chị thêm hai chiếc được không dạ được chị ơi. Đây các chị nhìn này, chất liệu lụa của bên em là lụa thượng hải 100% với màu sắc vô cùng là bắt mắt, vô cùng là tinh tế thì nhà em sẽ đưa đến cho mọi người với một mức giá vô cùng hời 199.000 đồng cho em là một chiếc, mọi người nhanh tay dùm em nha 199.000 đồng cho em là một chiếc, gửi tặng dành cho 100 chị khách yêu chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân đồng thời lên hội nhóm, nhớ này, mọi người nhớ là phải có số điện thoại và chia sẻ giúp em nha có số điện thoại và chia sẻ mới có đơn cho em ạ à. Dạ kích thước của bên em là 1m1 x 2m nha. Chiều dài sẽ là 2m và chiều rộng của khăn sẽ là 1 m mốt. Các chị chỉ cần lên đơn comment đúng cú pháp cho em là số lượng cách với số điện thoại đây ạ. Đây là chiều dài à chiều rộng của nó nhé sẽ là 1 m mốt này và chiều dài của nó sẽ là đến tận 2m cơ nên là mình có thể phối đồ thoải mái cho em luôn. Phối đồ và có thể làm như là những cái phụ kiện thật là bắt mắt các chị nhá. Mình lên nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là số lượng cách với số điện thoại để được lên đơn hàng thành công cho em mọi người nhá.